Linh mến chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay Linh lại tiếp tục đi chạy cá nè. Mà Linh chạy đi bữa nay Linh đổi điểm là chạy điểm cũ. Thì lục bình giờ là nó đôi văng văng luôn, cũng mớn cô quá anh chị. Thì mồi nãy giờ Linh cũng đã quăng rồi. Mà tàu lớn thì nãy giờ cứ lâu lâu nó chạy à. Bữa nay là không biết sao đây. Thì bữa nay Linh đổi thùng, chơi thùng nhỏ lại rồi, thùng bự quá mất cỡ nó không có cá nhiều, nay đổi thùng nhỏ thôi có cá không cô quá anh chị. Rồi hồi lát quăng Linh quay cho cô quá anh chị xem nha. Chạy đầu tiên xui rồi. Chạy xấu là có cá bự rồi. Bây giờ Linh nghe tiếng phà đó, chạy tới gấp quá. Quăng cái nó dưới cái vỏ thì sao lại. Lại Linh bắt không hết tay á, nó còn thòng. Vậy mà cũng có cá nữa nè. Ừ, tức cái chai này thật chứ. Cá mà Vinh ngon không? Chai điểm cũ vậy mà giấm ngon hơn điểm mới lắm ta. Cá bự bự không à? Lên giảm luôn. Đó, cá phi bự. Cá gì không biết, miếng bự là lên chịu ha. Thôi vào kho. Chạy thứ hai xấu quắc rồi không có cá nữa. Thì ổng chỉ sao vậy? Hả? Ổng chỉ sao thì chạy thẳng lên có cậu ngàn.
Chạy xấu mà cũng có cá nữa. Rồi vào kho. Đó. Có gịch. Có gịch là nôn à. Chạy mà nghe gịch là phê lắm cô bác anh chị. Đâu rồi, cặp cá phi đây, cặp cá phi long thần luôn con ơi. Đó vô. Này đã có thế đi chứ, có thế thì sao chứ, vậy mới được. Không cần nhiều, chài nào cũng nhiều đây cũng được đó. Ồ, đáy luôn nè. Đã không? Mày hả bưởi? Rồi vô mắt rồi. Rồi các có karaoke luôn. Họ biết dính đâu nữa. Nếu dính thì Linh ghép nhạc vô. Linh ghép nhạc có Linh vô. Có gịch mà gịch đó, một cá trôi hay là cá phi à, mà sao nãy giờ đó có cá trôi nè, trôi nhỏ bắt mày luôn, nhỏ thả rồi vào kho.
Đó. Có gịch, có gịch. Cái cá phi nữa chứ đâu. Này không có, này không có, có cá trôi bự kìa. Trời ơi, vô nhím chà. Trời ơi, con cá phi. Lộng thần con cá phi luôn. Vô nguyên cái nhánh chà luôn. Thiệt tình chứ. Ngon. Cà phê này cà ký tên á. Lộng thần con cà phê không? Không tả nổi cà phê này luôn. Còn cá 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 phi này mà câu chắc phê lắm rồi. Hết nói nổi cà phê. Trời ơi nó bự. Đã, đã. Vô mày. Tự nhiên cái ông trời cũng mát lại. Thôi. Ngon. Thấy ít mà cá chất lượng không à. Vào kho. Chà, cái này khá nha. Vô. Vô tụm con. Vô. Wow, ngon rồi. Đó, vậy mới được. Nhóc hết trơn. Mày nhóc gì ơi. Đó. Ngon. Mà
Ừ, hồi sáng giờ mới thấy cái chài này luôn á. Mới thấy con mà Vinh này bự luôn á.
chưa vô túi luôn. Đỏ. Cái này dánh bự bự không à. Ngon. Này cái gì mà dính bự bự không? Đã thiệt. Vào kho. Này nhiều mà nhỏ nhỏ không à. Thank you.
Giờ là chiều rồi cô bác anh chị. Giờ là 3 giờ đó. Mà chạy không được nhiêu chạy ra. Không được nhiêu cá ra. Giàu khó. Chà, chạy này bọn nha. Chạy này nhiều. Ngon luôn. Quá xa. Tặng không luôn. Quá xa cái chàng này. Giàu khó. Đó, đó. Có gịch, có gịch. Có gịch là nó không à. Gịch là nó sướng sướng thì sao đó. Không biết bự nhỏ gì nhưng mà nghe gịch là sướng à.
Trời ơi, cái phà gì đâu mà nó chạy ghê thiệt. Phà mấy cắt lúa. Buổi chiều này, buổi chiều này quán chài coi bộ ngon nè cô bác anh chị. Tuy rằng nó cá không có, cá bự không có nhiều, nhưng mà ngon. Cá ngon ngon không à. Rồi giao kho. Đó. Có cá bự. Rồi có cá bự kìa trời. Nôn rồi nhau, nôn nhang. Có cá bự nữa, gịch là nôn à. Rồi vô con cá gì bự lắm. Ngon rồi. Nó làm dữ trời lắm nè, mà không biết làm bự nhỏ đây mà thấy làm nôn quá cô bác chị. Rồi đâu mất tiêu rồi, sao không nghe đâm nữa, nó gịch mạnh lắm. Rồi nó chạy gì rồi, chì tim ngoài xong. Dạ còn không ơi, còn cá bự đi, còn đi vô, còn còn. Ôi, cá phi, thằng con cá phi luôn ông nội ơi. Rồi buổi chiều làm nón trơn. Chịu làm nôn thôi cô bác anh chị. Trời ơi, buổi sáng chạy nó gần chết luôn, chạy kiếm chỗ chạy chạy đá rồi đảo lại cho cũ quăng nữa. Hồi nãy có con cá bự gì á, nó ra rồi. Không phải con cá phi bự này. Trời ơi, con cá bự này trời, lạnh lùng không. Bị nó gịch lên dữ lắm mà. Rồi cái nguyên một đường tim nè. Nó chạy dài ra ngoài sông luôn. Rồi. Linh nãy có la đó. Hàng chi kéo lên mất tiêu. Biết vô con cá gì bự lắm, hình như con cá sấu hay vậy.
Không thấy cái này, cái này gịch thì Linh biết. Cái gì bự lắm cô bác chị ơi. Vô rồi nó. Trời ơi, phê phê. Trời ơi sao quá trời phê luôn rồi. Trời ơi giá nó còn đây, đứng ra nha con. Đứng ra như cái chày nãy. Chày nãy cái gì bự lắm nó ra rồi. Có khi nào nó chạy lại đây nó dính không cô bác anh chị? Nó xảy đẳng mà chạy lại đây nó dính. Nó nó còn. còn nha. Giải còn đi. Đừng có ra nha. Quá trời cá mà Vinh luôn. Rồi sao mất tiêu rồi sao nghe? Sao mà nghe? Không nghe gì đâu hả? Trời ơi. Thánh thần thiên địa, ôi ôi. Một cặp cá trôi khủng khiếp luôn. Nè cô bác anh chị. Hết nôi nổi luôn rồi. Hết nôi nổi cái chạy này rồi. Ôi té té. Trơn trơn. Trời ơi sách không nổi luôn. Sách không nổi luôn cô bác anh chị ơi. Trời ơi trời. Trời ơi, lần đầu tiên của Linh luôn. Hết biết rồi. Để Linh vũ mấy cá này xuống. Hết biết cái chài này cô bác chị ơi. Không thể tạo nào tả nói cái chài này nổi rồi. Thôi nè. Con này hơn ký. Con này hơn một ký. Quá rồi. Coi nè. Cá trắng bên này nùi nùi luôn nè. Ôi. Hết biết luôn rồi. Giờ biết để đâu. Giờ không biết để cái thùng đâu luôn rồi nè. Quá. Hết biết cái chài này. Trời vô cặp cá trôi khủng luôn. Cá mà Vinh thôi quá trời cá mà Vinh luôn. Nó gịch quá trời, nó gịch luôn mà. Đây nè cô bác anh chị ơi. Con này là hơn 1 ký nha. Linh bảo đảm của cô chú bác anh chị luôn. Vì là cái cặp này là, cái con này là xảy ra đằng kia kìa. Xảy cái chài đằng kia rồi nó chạy lên đây rồi nó dính chung cái con này luôn. Đã không? Ừ, đã thiệt. Lâu rồi mới có cảm giác cặp có trôi. Nó ở đằng kia một mình nó chết buồn. Lên đây nó dính chung cho nó vui. Mừng quá, tại Linh mừng quá, Linh nói nhiều nha cô bác anh chị.
Ơi sáng giờ mà chạy gì không là ngon rồi. Ý có cá he nè, con nào đuôi đỏ nè, gọi là cá he nè, không không biết phải không nữa. Rồi xách không nổi luôn, mới có cảm giác xách không nổi của bác anh chị. Quá ơi, hết sức trận này. Con nhận buổi chiều chạy ngon thiệt. Đi đâu, đi đâu chứ trốn xa không không biết. Rồi không biết đường ra luôn rồi. Trời ơi cặp cá trôi này, cặp cá trôi long thần luôn. Đây con nữa, hai con màu cỡ luôn. Hết hôn. Quá wow, hết sức trận này rồi. Trời ơi mê. Lâu rồi lên mới có cảm giác lại luôn. Nè cô bác anh chị, hơi vô kho. Đó, có gạch, có gạch. Con gạch là mừng à, con gạch là phê à cô bác anh chị. Nhóc có răng luôn, mê thiệt. Dĩ mới được. Ở hình nhóc luôn nè. Mệt. Chạy này là chạy cuối luôn nè cô bác anh chị. Để Linh bắt hết ba con cá này Linh cho cô bác anh chị xem kết quả nha. Ngày nay của Linh đi chạy. Ngày mai Linh qua khu ông lão chạy thử coi có chưa có không. Hôm nay chạy thất ủa cái con gịch đâu ta, không lẽ nó ra lỗ gách rồi. Nãy có lỗ gách chà bá vậy Linh, Linh không có cột lên nữa vì còn có chạy cuối rồi Linh. Rồi về cái giá luôn. Ngon, nói chung là chạy này ngon. Trời lên
lên hến luôn nè, rồi lên dẹm luôn, ghê thiệt. Công nhận Linh chạy ghê thiệt chứ. Vô vô kho. Nhìn không nổi luôn rồi. Có cá vô nè cô bác anh chị. Thì Linh cho cô bác anh chị xem thùng cá của Linh nè. Đó. Hết thùng còn có trôi chưa. Nó dài hơn cái thùng nữa. Còn ló đuôi luôn nè. Nè nó nằm xéo đó nha. Ở dưới nó xéo lên á. Wow. Nay Linh chơi một thùng luôn nè. Gần đầy thùng luôn nè. Nó nhìn như vậy, nhìn gì nó dễ biết cô bác anh chị. Bữa nay đem thùng nhỏ hơn thiệt chứ. Ừ, mấy con cá phi mề mề ở dưới á. Linh không có moi lên được, bạnh bạnh vậy á. Ừ, nói chung là đã thiệt. Cũng nhờ cứ chịu cô bác anh chị. Thì Linh đi thì Linh đi từ hồi 7 giờ rưỡi. Mà giờ tới 4 rưỡi rồi. Gần 5 giờ rồi cô bác anh chị. Ghê không? Mà được có thùng cá đây nè. Nói chung là nhà buổi sáng á, Linh chạy nhiều. Chạy rồi đi kiếm chỗ quăng á, rồi chạy tới chỗ lui, rồi giờ lợi giờ điểm điểm cũ của nhà nữa nè. Đó, chạy tới chỗ lui vậy đó, coi trống chỗ nào trống có là Linh bỏ mồi liền à. Hồi sáng thì chạy cũng nhiều chạy lắm, nhưng mà có một có khi chài hai ba con rồi Linh bỏ. Nghĩa là Linh về Linh cắt bớt á mấy cái video mà mấy cái chài mà hai ba con, bốn năm con, nhiều ba bốn con vậy Linh sẽ cắt bớt nha. Vì nhiều chài quá nó cái video nó sẽ dài á. Rồi cô bác anh chị xem nó cũng hay ngán. Thì kết thúc cá thì cô bác anh chị biết là cá rồi nè. Số lượng cá hôm nay là nhiêu đây rồi nè. Đó, một thùng. Mai mốt vậy là mai mốt Linh phải đem thùng nhỏ này nè, chứ không có đem thùng bự nữa. Thùng kia gấp đôi thùng này của bác anh chị. Theo thùng bự theo xui quá. Thôi giờ Linh kết thúc cái video đây nha.